Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi tối hôm nay là ngày 31 tháng 8, em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn Tương Chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Loan và chị Ni thì cũng đang bị những cái thành phần ở bên phía mẹ con của cô cháu gái á, là nó lên tiếng nó chửi rủa rất là thậm tệ luôn cô chú. Nhất là cái ông đạo diễn hết thời đó, cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là ông cũng vừa mới đăng tải một cái video lên, ông thách thức chị Ni, ông nói rằng là cái con Ni Ma Cô đó nó sẽ không bao giờ nó dám dắt cái mặt nó về lại Việt Nam cô chú đó. Rồi ông nói rằng nếu mà nó về lại Việt Nam thì nó sẽ nhục nhã với cha mẹ của nó cô chú anh chị, rồi nó không dám đối mặt với cộng đồng mạng. Tại vì là nó đang mang cái tội là ăn trộm cái sắt ở bên Mã Lai cô chú, rồi bị tạm giam ở trong bốn cái bức tường, hiện tại bây giờ là bị đánh đập đồ này kia, cho nên là nó ở trong đó nó suy nghĩ rồi nó cảm thấy là nó có lỗi, cho nên là nó sẽ không dám về Việt Nam nữa. Đó, nghĩ sao cái lời nói của cái ông này hiện tại bây giờ mà ông vẫn chưa chấp nhận sự thật cô chú. Ông còn nói rằng là chị Ni là cũng đang bị là tạm giam, rồi chờ 12 ngày nữa là sẽ tiếp tục là ra tòa cô chú. Nhưng mà thực tế hiện tại bây giờ cô chú anh chị là chị Ni cũng đã là về Úc rồi, thì cũng về để thăm con với chồng ở bên Úc cô chú, chứ đâu phải là như cái lời đồn của những cái kênh YouTube ở bên đó. Hiện tại bây giờ là cứ nó lên những cái video rồi nó đưa những cái thông tin sai sự thật hết cô chú anh chị đó. Đến nỗi hiện tại bây giờ mà cái ông đạo diễn này nè, ông còn lên tiếng ông nói là nếu mà cái con Ni Ma Cô mà nó về lại Việt Nam được là nó cũng sẽ là bị mấy anh áo xanh ở Việt Nam của mình là bớ đi tiếp cô chú, là tội là cùng với chị Hồng Loan là làm giấy tờ giả, giấy khai sinh cho chị Hồng Loan cô chú anh chị đó. Với cái tội danh mà vu khống như cái ông đạo diễn này nè cô chú, phải nói rằng là cái tội rất là nặng luôn. Thì cũng mong rằng là chị Loan và chị Ni cô chú là cũng trình báo với bên cơ quan chức năng ở Việt Nam của mình cô chú anh chị, đó là nên làm việc với cái ông đạo diễn hết thời này gấp nha cô chú. Chứ đâu có thở nào hiện tại bây giờ là ông lên những cái video rồi ông lên tiếng ông nói rằng là ngày nào tao cũng sẽ là làm 2-3 cái video lên để tao chăm sóc chị em nó, để cho chị em nó được cộng đồng mạng biết tới nhiều hơn về cái tội là đuổi gia đình cố ruột thịt ra khỏi nhà cô chú. Đó, nghĩ sao hiện tại bây giờ chị Hồng Loan đâu có làm cái gì với cái ông này đâu, mà cái ông này cứ suốt ngày ông đi kiếm chuyện cô chú. Rồi chị Ni nữa, cái ông này hiện tại bây giờ là ông rất là thù hận chị Ni, cho nên là ông muốn là phải cho chị Ni đi ủ tờ thì ông mới vui cô chú anh chị, ông mới vừa lòng hả dạ. Chứ đợt trước kia là ông đến với chị Hồng Loan và chị Ni thì ông muốn những cái thông tin cũng y như là cái thằng thám tử lùng mà cô chú. Rồi chị Ni và chị Loan cũng có là đăng tải một cái bài viết lên là nói rằng là sẽ không đưa những cái thông tin cho cái bên phía bên đó là lên những cái video để làm được kiếm like kiếm view của chúng chị. Rồi bắt đầu nó thù hận đó, đến nỗi hiện tại bây giờ mà cái ông đạo diễn này ông đã dám tuyên bố chấn động luôn. Ông nói rằng là dối là chị em nó hiện tại bây giờ có ngon thì làm gì được tao đi, tao thách thức tụi mày nè, cái con vô ơn, cái con băng cá, rồi cái con đại gia dởm 8.000 tỷ đâu, rồi bán chân vịt đâu, mai mốt nếu mà mày có về Việt Nam được là chắc mày cũng đi bán chân gà chân vịt thôi, chứ hiện tại bây giờ là cộng đồng mạng cũng đâu có nghe lời của mày nữa đâu. Tại vì là vu khống chị Ni, tiếp tục nói chị Ni là một người ăn trộm ăn cắp ở bên Mã Lai của chú, một người bị truy nã đồ này kia. Mà cái đầu cái ông này hiện tại bây giờ ông bá đậu của chú anh chị đó, chứ cái phiên tòa vừa rồi thì ở bên Mã Lai cô chú thì cũng đã là bác bỏ những cái cáo buộc của chị Ni, chứ đâu phải là chị Ni phạm tội đâu, rồi chị Ni mới được là minh oan rồi đi về bên Úc chứ cô chú. Nếu mà một người phạm tội thì làm sao mà police ở bên Mã Lai mà cho chị Ni về bên Úc để thăm gia đình được cô chú. Mà hiện tại bây giờ cái nhóm bên này nó cũng lên nó dẫn dắt luôn đó, nó binh vực bất chấp luôn cô chú.
nó loan những cái tin nó nói sai sự thật hết đó. Đến nỗi hiện tại bây giờ mà cái thằng thám tử Lùng nữa, em cũng rất là bức xúc cái thằng Lùng nữa cô chú. Nó đăng một cái bài viết lên, nó nói rằng là chị Hồng Loan là bán cái mỹ phẩm lậu đó, là trốn thớ cô chú, là hơn một năm không có trốn thớ. Rồi nó kêu rằng là bé Ngon, nếu mà bé Ngon á, ngon ngõn đi, anh sẽ không dí bé Ngon nữa. Thằng này nó cũng rất là ngông cuồng luôn đó. Thì hiện tại bây giờ đến cái thời điểm này cô chú, là nó cũng đã là bị ăn một cái đơn của chị Hồng Loan rồi, mà nó cũng còn ngông cuồng luôn đó. Thì sắp tới đây là em cũng mong rằng nha cô chú đó, thì chị Ni sẽ về lại Việt Nam để gặp mặt cái ông thám tử Lùng này, chứ đỡ mà ngày nào cũng lên những cái video rồi nói sai sự thật rồi dẫn dắt dư luận đó. Ông lên ông dẫn dắt, ông nói cái con Ni đó hiện tại bây giờ nếu mà nó về Việt Nam thì cha mẹ nó rồi ở quê hương của nó là chắc cũng nghiền rủa nó cô chú, là tại vì nó ăn trộm ở bên nước ngoài, tội phạm ở nước ngoài. Vì sao cô chú, cái đầu rất là bả đậu luôn cô chú chị. Một người bị lệnh truy nã mà tòa án vừa rồi bác bỏ, rồi chị Ni đi về Úc thăm con được, mà nghĩ sao hiện tại bây giờ ông còn kêu rằng là một con tội phạm cô chú. Rồi ông nói nếu mà nó về Việt Nam là nó cũng sẽ là bị dính tiếp, dính ở đây là nó cấu kết với lại là cái con vô ơn, là cái con băng cá đó. Ông nói chị Hồng Loan như vậy cô chú, là đuổi gia đình cố ruột thịt ra khỏi nhà, rồi làm giấy tờ giá để chiếm đoạt cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, thì nó cũng sẽ bị bắt nữa cô chú chị đó. Rất là bức xúc những cái lời vu khống ông cô chú, vu khống đến nỗi mà nhục mạ chị Hồng Loan luôn. Chị Hồng Loan là rất là hiền nha cô chú, mà hiện tại bây giờ phải nói rằng là mười mấy kênh YouTube luôn cô chú chị đó, từ những anh em ở ngoài Nha Trang, rồi những anh em YouTube ở trên Bình Dương đó. Thì hôm nay cũng có đến thăm chú Bảy cô chú đó, đến thăm chú Bảy, nghe tin chú Bảy xuất viện về, rồi cũng đến thăm hỏi thăm sức khỏe của chú Bảy đồ này kia. Nhưng mà mấy anh YouTube đó cũng lên những cái video rồi cũng binh vực mẹ con của cô cháu gái, với lại là chú Bảy cũng tiếp tục là chửi chị Hồng Loan, kêu rằng là chị Hồng Loan là một đứa vô ơn. Mà theo như em nghĩ chị Hồng Loan làm gì đâu vô ơn cô chú, mấy anh này cũng đâu có giúp gì được cho chị Hồng Loan đâu đó. Thì mình sống cái nào nó phải thôi cô chú anh chị. Thì mình về mình ở kế nhà anh mình, thì anh mình mất xong mình cũng phải là rời đi để cho con cô anh mình về sống chứ cô chú, chứ đâu phải là mình ở kế xong mình muốn mình chiếm đoạt luôn cô chú anh chị. Ai ở đâu mà chấp nhận cái câu chuyện đó cô chú. Cho nên là người ta nói là tiền của mình làm ra thì nó mới gọi là tiền của mình cô chú anh chị, còn đây tài sản của cố nghệ sĩ đó thì con gái là được hưởng thôi, chứ mình là người em mà làm sao mà hưởng được cô chú. Mà nghĩ sao cứ hiện tại bây giờ cô Sáu cũng lên tiếng mạnh miệng luôn, nói rằng là sẽ làm cho đến nơi, rồi một là tôi sẽ lấy lại cái căn nhà số 5 theo cái di nguyện của anh Năm của tôi, còn hai là tôi sẽ mất trắng. Mà đường nào cũng mất trắng cô chú, sắp tới thì sẽ đến dọn đồ thôi chứ còn nói gì nữa cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì ai cũng biết hết rồi, mà cứ bên đó thì chưa chấp nhận sự thật cô chú anh chị đó nữa. Mấy ngày hôm nay là em theo dõi những cái kênh YouTube mà đang đứng về bên phía mẹ con của cô cháu gái của chú, là nó lên nó chửi chị Hồng Loan là thậm tợ luôn đó, nó dẫn dắt cộng đồng mạng nói sai sự thật hết cô chú. Nói mà em xem mà em cũng thấy là rất là bức xúc luôn, chứ đừng có nói chi mà chị Hồng Loan mà chịu được đến ngày hôm nay thì cũng rất là giỏi luôn đó cô chú. Dạ thì buổi tối hôm nay em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni được biết nha. Thì hiện tại bây giờ là chị Ni và chị Hồng Loan là bị chửi rất là nhiều nha cô chú. Dạ thôi giờ em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.